là nguy hiểm nhá. 600m thôi. 600m à? Rất là cao. Qua đây, đi đi. Ôi, ghê thế, chảy hết cả nước chân luôn đấy. Ok. Có được lái xe được lên không anh? Anh đi xe lên đi, đi số 1 đây. Anh em chúng tôi là đang đi cầu kính Rồng Mây ở Sapa nhá. À cái này đi đi, đi số 1 nhá, lấy bấm ga lên nhá. Dạ vâng. Cái này Lai Châu nhá anh. Lai Châu đúng không? Chưa bị bấm phát nào luôn mà tự nhiên bị bấm phát là chán để kiểm tra Covid. Ủa số 1 nha. Rất là dốc cả nhà. Thôi thôi cứ đi đi, không được dừng đâu bây giờ ấy. Dừng sao, rồi, sao không thể dừng được rồi. Cứ lên tí khác bảo xong. Xe rất là dốc nha. Cái này anh em chúng tôi là phải tiến hành là đi số 1 theo sự chỉ dẫn của bảo vệ. Dốc thế, vừa phải thôi chứ. Con sắp không lên được. Không phải ga chứ, phải ga. À đấy, ga hết cỡ rồi đấy. Má, quá tự hiểu, ghê ghê. Đường lên cầu kính nổi tiếng nhất của Lai Châu. Ôi ôi, đến đây cảm thấy dễ sống hơn rồi. Số 1, tí nữa không lên được, nguy hiểm quá, làm cái đường kinh quá. Ú, là đi bộ lên tít thế nè. Rồi rồi. Dùng đi thang máy, kia phải thang máy không? À, có thang máy đây đấy. Tưởng đi bộ lên tít trên. À đây là cái thang máy để di chuyển lên trên kia, chắc là đi bộ xong là mới sang bên kia để mua vé. Mua vé ở bên kia thì là mới đi. Lên tít trên kia mà cái cầu kính ấy cả nhà ơi. Thấy không? Tôi đoán đấy là cầu kính rồi. Mà cũng chưa phải đâu. Nó cũng giống như này. Nhỉ, giống như này. Ở... trên kia phải á? Trên kia chả giống cái này. Trên kia cũng giống cái này chứ nào. Trên kia này, cầu kính ấy. Trên kia, ôi đi lên tiếp trên kia đi nào. Thôi em ở đây thôi. Để tôi zoom cái cầu kính lại cho cả nhà xem nhá. Hiện tại thì tôi vẫn đang rất là mơ hồ. Bởi vì là cũng lần đầu tiên đến đây, không biết cái này có phải là cầu kính không. Cũng chả thấy có người nào ở trên này. Chắc là không biết được. Lần đầu tiên đi theo kiểu này. Em là lần thứ 100 rồi. Mở chưa? Giờ xuống nhá, vào nhá. Chạy vào luôn nhá. Vâng. Mình đi lên đó. Đi lên đi. Thang máy này. Được chưa? Đấy, vào. Nhanh, vừa đủ đoàn mình luôn. Ôi, mùi thơm thế. Ôi. Ok. Xem bên này nó có cái đá gì đây chạy. Bây giờ nó đẩy trên kia xuống. Xoay nha, có một cái tảng đá ở trên kia rơi xuống. Là anh... cái kia là cũng là một cái thang máy. À, nó kéo nhau đi đi không, đi lại lại. Làm gì kéo, nó khắc một tờ nó kéo chứ. Điên. Ôi, đi nhanh lên. Kéo. Đúng rồi. Lên. Anh thường cái đi che em tưởng là nó ấn rồi. Đây này, đây chả cục gạch cả.
Đấy, cái đấy. Nó là cái thang máy của mình. Cục gạch đấy đi đi xuống xuống à? Nó ngăn cách mình. Mẹ ơi, rồi, rất là chất. Rồi. Nhảy đây. Nhanh nhanh nào, lại trôi xuống. Ui, à, nó đi chỗ này. Nào đây, ai vào trước đi. Em, em. Này, kính. Đoàn thì hôm nay có em Uyên với em Quân là hơi say một chút xe thôi. Đến tầm này chắc là ổn hết rồi. Em Xuân cũng say lắm. Xuân là say xe máy. Cũng say xe máy à? Say bụi trần à? Ô gió kinh đấy. Wow. Uyên sợ bay sao ấy. Cẩn thận à. Anh em, nếu mà ai cảm thấy không cầm tay nhau nối đuôi nhau nhá, tí bay nhá, gió rất là khỏe đấy. Được chưa? Nhanh lên đi. Nào. Từ từ. Hello mọi người. Bây giờ bọn mình đang chuẩn bị đi vào cái nhà đằng xanh xanh đằng kia để lên cầu kính nha mọi người. MC Kiều Kiều. Hoa Kiều sẽ là người dẫn chương trình. Ông mời cả nhà mình vào đây nhá. Đây nha, đây là nhà bán vé để lên cầu kính nha mọi người nha. Bảo sao mà em nhìn thấy tối thế. À, mọi người nhìn này. Cực đẹp luôn. Thôi em không đi đâu mọi người ơi. Đi cùng nhau đi. Bao nhiêu? Xe nào? Quay mặt mình nhá. Làm kiểu nào? Quay thế này. Đó. Xấu. Tại vì nó có đèn xanh. Hello mọi người. Anh em vào đây. Đẹp nè. Hello. Nhóm chúng mình là bộ ba. Một ba siêu nhân. Hai em siêu nhân nha. Nhầm, chị Xuân ơi. Bốn anh em siêu nhân nha mọi người. Bốn anh em siêu nhân. Xin chào mọi người. Mình sẽ đi một vòng. Ui, chết rồi. Không, em không mang. Em đâu có biết là lên đây đâu. Hello mọi người. Bên này. Ở đây anh em chúng tôi mua vé. À, em Uyên với lại em Ánh với lại em Kiều Xuân thì là bảo là sợ độ cao quá nên là không dám đi, thì các em ấy ở đây. Thì hiện tại chỉ có tôi với cô Lực với thằng Cu Quân này thôi. Là hai người lớn là mỗi vé là 300 và một người dưới 1m40 thì là 150.000. Ba vé này, cầm ba thẻ luôn. Giờ anh em chúng tôi sẽ di chuyển sang xe này để đi lên. Ai ở sức khỏe đấy ạ. À, đang di chuyển lên cầu kính nha cả nhà nha. Cái này gọi là xe trung chuyển. Sau khi các bạn có vé lên cầu kính thì là sẽ lên cái xe này. Kìa kìa các bạn ơi, rất là cao. Theo nãy có chị ở bên kia tư vấn là hình như là cao là 300m. Hơn 300m sao?
600m thôi. 600m à? Rất là cao. Ở đây nhìn đã thấy hốt rồi. Thôi cứ đằng nào cũng mất tiền mua vé rồi, kiểu gì cũng phải vào. Cầu thang này là cao 300 bao nhiêu nhỉ? 305 anh nhỉ? Không quay, không quay, không quay. Để nhìn ra ngoài. Wow, cái này mới sợ này. Trong mặt. Wow, đau. Đẹp quá ta. Sướng nhỉ? Có gì mà sợ không? Có gì mà sợ. Chị 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 chúng ta sắp bay lên dưới xu ạ. Anh ơi, tính từ dưới chân đất lên là khoảng bao nhiêu mét nhỉ anh nhỉ? À, từ mặt kính lên mà so với đường 4D là cao 600m anh ạ. 600m. Mà quốc lộ 4D. Còn hệ thống thang là cao 305m ạ. Hệ thống thang là 305. So với đường quốc lộ, cái đường nhỏ nhỏ dưới kia là 600m. Mà lên cái này là nó thuộc về bên du lịch Lai Châu rồi. Ủa thì mãi không hết mày ta. Lên trời rồi. Lần đầu tiên đi cái cầu kính mà nó cao như thế này. Ôi đến rồi. Rất là hoang mang. Lo lắng. Trong đầu giờ không ổn định lắm rồi. Cao quá. Hoang mang quá. Cầu kính mà rồi. Thế là mình lên là hơn 300m á. Để mà biết. Ô thế mà đi mãi không lên nhỉ? 300m. 300m là mày đi chậm. Mày đi chim ấy. Trời ơi. Đây rồi. Trời ơi, sợ thế nhỉ? Kia rồi. Mày như chim luôn. Mày như chim con giận luôn cho sao? Chúng ta đến đây rồi đó. Mày bay không sợ gì này. Bay đơn ủ tay này. Nào, luôn bỏ xe xuống nha. Đơn ủ tay nha. Chắc chắn là bên kỹ thuật là sẽ rất là đảm bảo rồi. Anh em mình chỉ việc là đi xe và thưởng thức. Ồ, ngoài rất là lạnh nhá. Cả nhà lần sau có ai đến chỗ cầu kính này thì là nhớ là chuẩn bị áo khoác sẵn, là lên đây đỡ phải mất tiền 30.000 thuê áo nhá. Đây như anh em chúng tôi là thuê áo mỗi người mất 30.000 nữa. Đây, sợ chưa? Ông cầu kính là như thế nào đây nhở? Chắc là như này thôi ạ. Nhưng mà cũng rất là sợ nhá, cao nhá. Cả nhà có nhìn thấy cái ô tô bé bé dưới kia không? Ấy. Cái này là bất kỳ cầu kính nào cũng có cái dụng cụ này nhá, cái đôi giày giày vải này nhá, là để chống trơn đấy. Đây, chị này vào không dám đi. Đi quay thẳng. À, đeo giày này vào giày này mình đỡ nhé. Đúng rồi, để giữ kín cho người ta. À, ui giời ơi. Ok, đi nào. Nhảy trên đấy dễ chân trượt lắm đấy. Vào trước đi, Quân.
qua đây đi. Ui ghê thế, chảy hết cả nước chân luôn đấy. Đây chị này cũng rất là sợ, tôi thì sợ đấy, căn bản là chót lên rồi biết làm sao, kính có vỡ cái là còn có cái bám nhá cả nhà nhá. Ông cảm thấy mình thì gây độ cao như này nhá cả nhà nhá, sợ chưa? Chưa. Đến đây sợ hơn rồi đấy. Cố lên em ơi. Nhìn xuống. Nhìn xuống mới là bản lĩnh như mày, đi nhìn lên trời làm gì, làm gì? Xuống. Hoa mắt xuống, kính này dày lắm. Trước anh đi Mộc Châu anh biết rồi. Không sợ à? Quân cho anh cảm nhận cho anh một chút là lần đầu tiên được đi cầu kính như thế này cảm giác như thế nào? Quá sợ. Như kiểu là kính này nó sắp nứt, mình sắp rơi xuống ấy. À. Anh hoa hết mắt rồi. Cũng thế. Ui, qua đây. Thử thách nhanh lên, làm đi. Rồi. Chuyển dáng đi. Xuống đi. Mày chụp cho anh. Ui, sợ thế. Ủa. Wow. Quá trời ơi, không dám sao đâu. Lực đâu nhỉ? Anh ra đây, anh ra đây. Lực ơi, ra đây đi. Đừng nhìn xuống dưới. Xa xa bên này đi, để anh quay máy. Đấy, cho lực sang rồi, tôi hơi hơi yếu tim rồi đấy. Tôi cảm thấy là choáng đầu quá. Rơi được thì nó cũng phải là... Rơi xuống cũng mất thiệt hại đấy. Đi cảm giác sướng quá trưởng. Sầu thế. Trời đất ơi. Anh nông thường rất là sợ độ cao. Đến đường dưới kia là 600m. Wow. Cứ nhìn lên trời nha cả nhà, nó cứ là kinh nghiệm của mọi người để lại là nếu mà các bạn sợ quá cứ nhìn lên trời nha. Để chống nhìn thấy cái độ cao của mình đang đứng. Ôi choáng đau đầu đấy. Cầu kính này mới là chất này. Đợt anh em chúng tôi đi cầu kính ở Mộc Châu là chỉ cao tầm khoảng 100m đến 50m đến 100m thôi. Là không gây cảm giác sợ hãi một chút nào luôn. Nhưng mà cầu kính này phải thật sự là rất là... Với cái mức giá là 300.000 đồng một người lớn thì là cũng rất là xứng đáng và rất là hợp lý. Rất là run. Nếu mà các bạn có tình trạng là cảm thấy kính là nứt thì là các bạn có thể chuyển kính nhá. Chuyển gian nhá. Cái này là 3D. Chân nó thiết dịch ở nhà này. Rất là xa. Rất là cao. Chân lên tít trên này là 300m. Và tính theo cái đến cái đường cái mà ô tô con xe máy đang chạy dưới kia là 600m nhá. Tôi zoom lại cho cả nhà xem này. Đấy, tính từ đường đấy lên là 600m.
Và nãy là anh em chúng tôi là cũng đi qua con đường này nhá. Mây còn mây ở dưới kia. Ờ, dưới kia có mây mà thì hả? Cả nhà có nhìn thấy mây không? Đấy, mây bay đấy. À, không phải, phản ở trên trời. Đây, dưới đây còn là cái hầm xuống mà 80 mét. Chui vào trong hầm, trong đấy. Ô, cảm tưởng bây giờ mà cái này mà sập một phát thì không biết là đời tôi nó sẽ như thế nào nhỉ cả nhà nhỉ. Cầu mong, cầu Phật, cầu trời, cầu Chúa là không xảy ra tai biến gì đối với tôi. Để tôi còn tiếp tục làm ăn. Lực ơi, chụp cho anh kiểu ảnh đi. Lại đến đây không biết chụp ảnh gì. Quán này vừa quay cho anh luôn. Mấy phải quay, quay đấy là đứng. Anh Hưởng rất là sợ. Cảm giác như kiểu... Ôi, vững vàng lên. Con dám lên quay anh không? Zoom rồi. Thề luôn, bây giờ cái kính này mà có vấn đề phát là tôi tập xác định rồi. Hết đường luôn. Đừng đập vỡ mồm đấy em ơi. 600 mét đấy. Ôi. Đấy, ôi, các kiểu lên này thì hay không? Dạ, lên tất cả. Thôi ăn lê đi. Các bạn đừng nhìn xuống dưới nhá. Tôi khuyên các bạn đừng nhìn xuống dưới đấy. Rất là sợ bạn nào yếu tim nhìn xuống dưới rất là nguy hiểm nhá. Đúng rồi, rất là thoải mái luôn. Run quá. Cầu đi. Đây sợ đấy. Mò kim à? Sợ nhất ở đây. Không sợ cả. Không tiến rồi. Đi đâu? Thôi. Để xem thế gì? À, trên này còn cái gì đây? Đây kìa. Đấy, chỉ lên một chút ảnh. Nhìn rất sợ. Cụ thể các bạn thoát được vụ này tôi sẽ không có vụ lần hai, là tôi sẽ lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi có mặt ở đây, bởi vì rất là nguy hiểm và tôi cảm tưởng như là mình bước chân vào đây như kiểu là mình chịu của mình, tính mạng của mình, tốt nhất là mình chỉ đến một lần để cho biết thôi. Bạn tôi hưởng là như vậy. Các bác lên thì các bác thích thì có thể đến lần 2, lần 3. Từ con Hưởng thì chỉ một lần thôi. Còn những lần khác Hưởng để đi làm việc hoặc là sản xuất video cho cả nhà xem, chứ không dám mạo hiểm với tính mạng của mình ở đây nữa. Coi đi thôi. Về cơ bản cầu kính này thì là tôi xin nói qua một chút nhá. Có hai cái hàng cầu kính dọc này này. Một. Đấy, dọc sang tít đầu bên kia. Xong là bên kia cũng thế. Là có hai đường song song. Trước tiên là các bạn nếu mà để thử thì các bạn sẽ thử cái này trước. Sau khi thử cái này là sẽ đi ra kia, là có cái kia là gồm có 3 cái ô đi ra ngoài. Một ô đây là nãy là anh em chúng tôi vừa ở đấy. Đó, xong là ở đối diện so với ở cái đằng sau đây thì là có một cái ô như này nữa.
Ở góc bên tay trái của tôi cũng có một ô nữa, là thành 3 ô nhá. Tắm rồi. Mình sợ lắm rồi. Đúng rồi. Mọi người ai cũng rất là lo sợ, hoảng loạn một chút đấy. Đây an toàn của người ta, an toàn đây rồi. Cái rằng dây như thế này, cái thả tự do, chơi tự do là cái chỗ mà mọi người vừa ra trải nghiệm đấy. Hiện tại mới là giai đoạn một. Bây giờ truy hầm nhá cả nhà nhá, để ý nhá. 80m rồi. Chuẩn bị truy hầm nào. Rồi, ok, nốt ô này. Bao hầm. Ui, cái này không thấy gì nữa. Đường hầm cũng rất là lâu. Xuyên qua núi nha. Đục vuông góc từ trên xuống, xong lại đục ngang sang bên kia, tạo thành một góc vuông nhá. Rất là kinh điển. Ok, rất là an toàn rồi. Cảm thấy đầu óc giờ lại rất là thoải mái, sảng khoái luôn. Tất cả đường hầm này là đục nhá cả nhà nhá, cho cả nhà xem một chút. Đây cả nhà xem này. Cái này không biết là dùng công nghệ gì để tạo ra một cái khoang rất là rộng thế này. Đây. Cái này là máy ấy nhá, đục nhá. Khoan. Vậy là đã xong, hoàn thành khóa học đi cầu kính. Thế là kết thúc. Sau khi kết thúc khóa học đi cầu kính thì anh em chúng tôi là sẽ trả áo. Lúc đầu là đặt cọc 2 lít, bây giờ là còn lít 1. Xin chào các bác. Trong thời gian qua thì là Hưởng thấy ở trên mạng thì giao bán rất là nhiều các mặt hàng về sản phẩm về tăng cường sinh lý, dược liệu cũng như là giao mèo. Bản thân Hưởng thấy là giao với giá như thế là rất là đắt so với cái sản phẩm hiện tại ở trên Hưởng cũng có, nhưng mà giá cả rất là hợp lý. Chính vì lý do đó thì là Hưởng quyết định là mở một trang web mang tên là dantocvietnam.com.vn. Nếu mà các bác mua các mặt hàng tại trang web dantocvietnam.com.vn thì là các bác sẽ thấy cái giá cả so với các trang web hoặc là ở trên Facebook hoặc là trên YouTube là các đã có rất là nhiều bạn giao bán với giá cả đó so với trang web của Hưởng hiện tại đang bán thì là sẽ chênh lệch rất là nhiều. Bác nào có nhu cầu đặt hàng thì hãy truy cập thẳng vào trang web là dantocvietnam.com.vn hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0985 363689. Xin chào các bác nhé. Chào các em.